Xin chào các bạn, cuộc sống thực sự thay đổi khi các bạn có sự thay đổi. Du học Singapore chính là một lựa chọn phong phú giúp cho các bạn trẻ khẳng định khả năng của mình và tạo dựng một cái cuộc sống độc lập. Con đường du học tại Singapore giúp các bạn thành công trong thời gian ngắn nhất. Thì nhiều bạn luôn lo lắng là đôi khi là du học phải có tiếng Anh thành thạo. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Đối với những bạn nào chưa có tiếng Anh hay tiếng Anh không tốt lắm đều có thể du học tại Singapore. Thì hiểu được vấn đề ngôn ngữ, trường tại Singapore đều có mở lớp dạy tiếng Anh đầu vào từ căn bản cho đến nâng cao, đào tạo các cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo, sau đó mới vào khóa học chính thức. Và một trong các trường đó là Học viện Quản lý Nam Giang, NIM, trường chuyên đào tạo từ Anh văn căn bản cho đến nâng cao, cùng các chuyên ngành về nhà hàng, khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng từ cao đẳng cho đến chương trình thạc sĩ. Thành lập năm 2001, Học viện Quản lý Nam Giang cam kết đang cung cấp chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên. Các khóa học mang đến cho sinh viên những bài học thực tiễn, khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo và bồi dưỡng sinh viên trong môi trường tri thức và định hướng quốc tế. Chất lượng giảng dạy và uy tín của trường được chính phủ và tổ chức giáo dục tư Singapore công nhận bằng các chứng chỉ SQC về lớp học chất lượng ISO 9001-2000. Đặc biệt, Nam Giang là một trong số ít những trường tư được Singapore đạt được chứng chỉ bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế EduTrack 4 năm. Thì khu học xá được đặt tại trung tâm của Singapore nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội được tiếp cận và làm quen với hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu trên thế giới. Thì hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh nơi mà sinh viên sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp. Đồng thời tại vị trí trung tâm thành phố cũng mang tới cho sinh viên những cái thuận lợi trong việc đi lại đến trường và ăn uống sau khi giờ học. Và hiện nay Nam Giang đang có chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa tháng 1 cho đến tháng 3 năm 2015. Đó là giảm ngay 50% lệ phí đăng ký đầu vào, tương đương là 214 đô la Singapore, là khoảng 3,6 triệu Việt Nam đồng. Đồng thời tặng bao lì xì khi đăng ký chương trình cao đẳng đại học là 888 cho đến 1888 đô la Singapore, là khoảng 15 cho đến 32 triệu Việt Nam đồng. Thì khóa tiếng Anh tại trường Nam Giang được thiết kế để phát triển khả năng tiếng Anh của sinh viên nước ngoài, những sinh viên muốn học các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì Học viện Quản lý Nam Giang có đào tạo 3 cấp độ: căn bản, trung cấp, cao cấp, thời gian là 6 tháng. Học phí là 2 tháng 2.200 đô la Singapore, khoảng 36 triệu Việt Nam đồng. Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, tăng cường cái trình độ tiếng Anh để sinh viên có thể hoàn thành các bài tiểu luận như là báo cáo, bài luận trong ngành học sinh viên đã lựa chọn và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Sau khi kết thúc khóa tiếng Anh tại Nam Giang, bạn có thể chọn học chuyên ngành như là nhà hàng, khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng từ cao đẳng cho đến thạc sĩ. Và khoa du lịch khách sạn của trường đó là Nam Giang đang cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất ở Singapore và trong khu vực. Tham gia khóa học du lịch khách sạn tại trường, sinh viên sẽ có cơ hội học tập lý thuyết và hoàn thiện kỹ năng thực tế thông qua quá trình thực tập tại các nhà hàng khách sạn 5 sao, các cái khu resort vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore. Thì trong suốt quá trình thực tập, sinh viên sẽ được nhận mức lương là 800 cho tới 1.000 đô la Singapore. Thế cái kỳ thực tập này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học hỏi thực tế mà còn mang đến cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Rất nhiều sinh viên của Nam Giang đã được các nhà hàng khách sạn giữ lại làm việc sau khi hoàn thành xuất sắc cái kỳ thực tập của mình. Và thứ hai đó là khoa quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh tại Nam Giang là lựa chọn số 1 cho những sinh viên muốn làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế cạnh tranh. Trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng, khóa học này sẽ tạo nền tảng cơ sở cho sinh viên có thể thích nghi với môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Những cái khó khăn phải đối mặt trong môi trường kinh doanh thực tế với những kiến thức thu nhận được từ khóa học và tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ có cơ hội nhận được những cái công việc với cái mức lương cao tại cả Singapore và Việt Nam. Thứ ba đó là khoa xây dựng. Khóa học kỹ sư xây dựng tập trung hướng sinh viên cách tiếp nhận sáng tạo trong việc lập dự án, xây dựng và thiết kế và quản lý hiệu quả các khoản chi phí và tiến bộ của dự án trong khi vẫn đạt được các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, các yêu cầu về môi trường và các quy định khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp vững vàng cả về lý thuyết và kỹ năng thực tế có thể tự tin tìm việc trong ngành xây dựng hoặc tự kinh doanh trong ngành này.
Thì để chi tiết hơn các chuyên ngành tại trường Nam Giang cũng như các khóa tiếng Anh từ căn bản cho đến nâng cao, các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay đến tư vấn viên qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tân.edu.vn. Xin chào các bạn du học Singapore, nơi được lựa chọn là điểm đến du học của sinh viên Việt Nam. Học tại Singapore, học phí thấp, về môi trường được mệnh danh là xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, bằng cấp do các trường đại học danh tiếng của Anh, Úc hoặc Mỹ cấp. Thì visa nhanh chóng, dễ dàng, không phải chứng minh tài chính. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh của các trường cao đẳng đại học tại Singapore. Và những bạn nào quan tâm đến ngành du lịch khách sạn và muốn được làm việc trải nghiệm thực tế, đồng thời lại có lương thực tập ở những khách sạn 4 đến 5 sao, những resort cao cấp. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn chị Ginny Hoàng, đại diện từ trường Nam Giang. Thì hôm nay chị Ginny sẽ giới thiệu cho chúng ta về trường Nam Giang để các bạn có ý định du học Singapore có thêm sự lựa chọn cho riêng mình. Chào chị Ginny. Chào Vi. Chị có thể là chia sẻ đôi nét về trường được không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Học viện Quản lý Nam Giang được thành lập năm 2001, hiện nằm trong top 10 trường đại học tư thục được yêu thích nhất Singapore. Nam Giang được chính phủ Singapore cấp cho một cái chứng nhận gọi là EduTrust 4 năm. Đây là một chứng nhận uy tín do Hội đồng Quản lý Giáo dục Singapore cấp để cho một cái trường đại học tư thục được tuyển sinh quốc tế và bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế. Cho đến ngày hôm nay thì Nam Giang có những cái chuyên ngành đào tạo từ cấp bậc Anh văn cho đến chứng chỉ, cũng như là cao đẳng đại học và những khóa học sau đại học. Chúng tôi có những đội ngũ giáo viên vừa giỏi chuyên môn, vừa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong tất cả các chuyên ngành. Hiện tại thì Nam Giang đang hướng tới một cái nền giáo dục để gọi là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, cũng như là đào tạo các em học sinh trong một cái môi trường giáo dục vừa sôi động của Singapore và cũng rất là cạnh tranh. Thì chị có thể là giới thiệu hiện nay thì trường Nam Giang đang đào tạo những chuyên ngành nào thưa chị? Hiện tại thì trường Nam Giang có 5 chuyên ngành chính. Thứ nhất là đào tạo Anh văn tổng quát. Thứ hai là chúng tôi đào tạo về quản trị kinh doanh. Thứ ba là quản trị du lịch khách sạn. Thứ tư là kỹ sư và ngành thứ năm đó là ngành giáo dục mầm non. Tuy nhiên ngành giáo dục mầm non thì cho đến hiện tại sinh viên Việt Nam chưa thể đăng ký học được, bởi vì ngành này yêu cầu đầu vào khá là cao, đòi hỏi là tốt nghiệp phổ thông cấp 3 phải là bằng A level của quốc tế và chương trình đòi hỏi Anh văn cũng khá là cao. Yeah. Thì sinh viên Việt Nam của mình thì thường lựa chọn ngành nào nhiều nhất tại Nam Giang? Khi mà sinh viên học sinh đến với Nam Giang thì thường lựa chọn nhiều nhất là chương trình quản trị kinh doanh và quản trị du lịch khách sạn. Yeah. Chị có thể cho các bạn biết thêm là khi các bạn học tại trường Nam Giang thì sau khi mà các bạn có bằng đại học thì tấm bằng thì như thế nào hả chị? Bằng đại học, các em học tại Nam Giang như các em được cấp bằng của Úc. Nam Giang hợp tác với trường đại học Federation University của Australia để cấp bằng cho các em. Thì chị nói sơ lược về cái trường Federation University là một trong những trường lớn và lâu đời nhất của Úc. Hiện Federation University nằm trong top 2 trường đại học được yêu thích nhất dành cho sinh viên quốc tế và nằm trong top 24 trường đại học tốt nhất Australia. Như chị nói là học sinh Việt Nam thì khi mà tham gia học tại trường Nam Giang thì các bạn thích ngành du lịch khách sạn. Thì điểm khác biệt của ngành du lịch khách sạn tại trường mình so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Chị có thể nói là có 4 cái điểm khác biệt chính khi mà các em chọn học tại Nam Giang mà không phải là một cái trường khác ở Singapore. Thứ nhất, đó là các em được thực tập hưởng lương ngay tại năm nhất đại học. Một số trường khác ở Singapore thì các chương trình thực tập rơi vào năm 2 hoặc năm cuối đại học, trong khi Nam Giang thiết kế một cái chương trình học phù hợp với nguyện vọng của sinh viên Việt Nam, đó là được thực tập ngay tại năm nhất đại học. Thì các em học sinh sinh viên sẽ hỏi chị là liệu như là vừa vào năm nhất đại học em đã được đi thực tập liền, vậy thì nó có em có đủ trình độ, em được đào tạo đủ trình độ để em đi thực tập hay không? Thì chị xin trả lời rằng hoàn toàn đáp ứng đủ trình độ để các em có thể đi thực tập ngay vào năm nhất đại học. Lý do vì sao? Bởi vì cái chương trình khung tất cả các môn học của Nam Giang giảng dạy cho các em vừa xoáy vào chuyên môn, vừa dạy những em những cái cơ bản nhất để các em có thể tự tin để bước vào môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh ở Singapore. Yeah. Cái điểm khác biệt thứ hai đó là thực tập thì có rất là nhiều dạng thực tập, tức là thực tập không lương, thực tập hưởng lương,
các em có thể đi đến những cái trường, những cái khách sạn 5 6 sao để các em thực tế và sau đó các em về viết báo cáo. Thì thực tập ở Nam Giang là thực tập hưởng lương, và cái mức lương của các em được thực tập đó là từ 600 đến 1.000 đô la Singapore một tháng. Thì cái chi phí này chị nghĩ là nó tương đối đầy đủ cho các em khi mà các em sinh sống tại Singapore trong một tháng. Cái điểm khác biệt thứ ba mà tại sao các học sinh lại chọn chương trình du lịch khách sạn của Nam Giang đó là cái nơi mà các em được đi thực tập. Tức là thực tập thì ở đâu cũng là thực tập, nhưng quan trọng là cái nơi, những cái đối tác mà Nam Giang hợp tác để gửi các em vào thực tập, để sau này khi mà các em tốt nghiệp năm nhất đại học, các em vừa có tấm bằng cao đẳng, vừa có được một cái chứng chỉ để chứng nhận là mình đã từng thực tập ở khách sạn 4 đến 6 sao, thì các em sẽ dễ dàng xin được việc làm sau khi các em tốt nghiệp. Hiện tại thì Nam Giang hợp tác hơn 162 khách sạn, nhà hàng lớn nhỏ ở Singapore để gửi sinh viên vào thực tập. Thì bởi vì thực tập là một trong những chương trình, gọi là một phần của chương trình học tại Nam Giang, nên là các em hoàn toàn là chắc chắn các em sẽ được đi thực tập hưởng lương. Đó là điểm khác biệt thứ ba là chị muốn đề cập đến là cái nơi thực tập là những cái dãy nhà hàng khách sạn lớn mà các em sẽ được gửi vào. Và cái điểm khác biệt thứ tư đó là cái trường đại học cấp bằng cho các em hợp tác với Nam Giang là trường Đại học Federation của Úc, là một trong những trường nổi tiếng của Úc về du lịch khách sạn. Thì với những cái điểm khác biệt này thì chị nghĩ là sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm khi... Thì nếu mà bạn muốn học ngành du lịch khách sạn thì Nam Giang đúng là điểm đến cho các bạn lựa chọn. Thì chị có thể chia sẻ thêm cho các bạn là một số khách sạn tên chi tiết để cho các bạn biết được thông tin, để các bạn có thể là tham khảo thêm được không chị? Trong số 162 đối tác mà Nam Giang hợp tác để cho các bạn đi vào thực tập thì chị có thể liệt kê một số sau đây như là Research World Sentosa, St. Regis, Fairmont Hotel, Fullerton, Hilton International. Đây là những cái, như các em nghe cái tên thì các em sẽ thấy là đây là một những tập đoàn chứ không phải là những khách sạn thông thường. Mà đối với Singapore thì những khách sạn 4 đến 6 sao là họ chuẩn quốc tế. Chị tự hào có thể nói rằng có những cái intake, có những cái khóa học mà khách sạn Hilton nhận được đến hơn 30 học viên của 30 sinh viên của Nam Giang vào thực tập cùng một lúc. Cái điều đó chứng tỏ cho các bạn thấy là họ, những cái đối tác họ tin vào cái uy tín cũng như là cái chương trình giảng dạy đặc biệt của Nam Giang đối với ngành du lịch khách sạn. Sinh viên Việt Nam khi tốt nghiệp đại học họ cũng muốn nâng cao lên cái chương trình thạc sĩ, thì được biết trường Nam Giang cũng có chương trình MBA. Thì chi tiết về cái chương trình này như thế nào thì chị có thể chia sẻ cho các bạn được không ạ? Chương trình MBA của Nam Giang có một số điểm khác biệt so với các trường khác tại Singapore nói riêng cũng như là các quốc gia khác trên thế giới nói chung. Đó là thời gian học ngắn, thay vì các bạn học 3-4 năm cho chương trình MBA tại Úc, Anh, Mỹ hoặc là ở Việt Nam, các bạn phải thi đầu vào. Thì đối với chương trình MBA tại Nam Giang, các bạn không cần phải thi đầu vào, không cần có IELTS 6 chấm, các bạn vẫn có thể học được chương trình MBA. Thời gian học trong vòng 12 tháng, bởi vì Singapore thì không có nghỉ đông, nghỉ hè, tất cả các thời gian các bạn học tại, sinh sống tại Singapore, các bạn đều tập trung cho việc học. Thế nên là chương trình được rút ngắn trong vòng 12 tháng. Lý do thứ hai nữa đó là Nam Giang nó hợp lý và vừa phải, vừa đủ cho sinh viên Việt Nam mình, cho tất cả các đối tượng, tức là đối tượng đã từng đi làm, đang đi làm, và cả đối tượng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường vẫn có thể chọn chương trình MBA của Nam Giang. Thì đối với cái chương trình MBA tại Nam Giang có yêu cầu kinh nghiệm không chị? Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu IELTS 6 chấm. Nếu các bạn đã từng có đã có IELTS rồi thì các bạn sẽ được vào thẳng chuyên ngành, sẽ vào thẳng MBA. Nếu các bạn chưa có IELTS thì các bạn sẽ học một khóa Anh văn tùy theo cấp độ, trình độ của các bạn, sau đó các bạn vào thẳng MBA. Thì trong năm 2014 này thì trường Nam Giang có những cái chính sách ưu đãi hay là những chính sách học bổng nào cho sinh viên Việt Nam không thưa chị? Hàng năm Nam Giang đều có những cái chính sách ưu đãi cũng như là những phần học bổng khuyến học cho sinh viên nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Thì cho đến hiện tại, nếu bạn nào đăng ký học tại Nam Giang vào khóa tháng 10 năm 2014 thì các bạn sẽ nhận được sẽ được giảm 50% phí đăng ký nhập học.
Khi các bạn đã sang trường và đã bắt đầu học thì các bạn sẽ được trường tặng cho một Samsung Tablet 3 để phục vụ cho việc học và tìm hiểu thông tin tại khi trong suốt quá trình học của các bạn. Và bên cạnh đó thì một số chuyên ngành, ví dụ như là chuyên ngành Logistics and Supply Chain Management, đó là quản lý cung ứng hậu cần, hay là chương trình quản lý du lịch khách sạn, thì các bạn sẽ có những phần học bổng khuyến học từ 2.000 đến 3.000 đô la Singapore. Wow, thì hiện tại thì trường Nanya có những cái chính sách thật là hấp dẫn. Thì vấn đề sau khi ra trường cũng được các bạn trẻ quan tâm. Thì sau khi ra trường, trường có hỗ trợ xin việc cho sinh viên không thưa chị? Trường hoàn toàn có chính sách hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, bằng cách là trường sẽ tổng hợp những cái bảng điểm của các bạn, trường sẽ cấp cho các bạn bằng cấp một cách nhanh chóng. Sau đó trường sẽ tổng hợp những cái hồ sơ này và gửi sang một số công ty để cho các bạn đăng ký xin việc làm. Nhưng mà khi mà các bạn nói về việc bảo đảm việc làm thì hoàn toàn là không có bảo đảm việc làm, bởi vì cái việc mà có được việc làm hay không nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó là thứ nhất là bằng cấp của các bạn loại gì, các bạn học ví dụ các bạn tập trung học đạt được loại A, loại B thì các bạn sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối tượng tuyển dụng. Thứ hai nữa đó là cái năng lực phỏng vấn của các bạn khi các bạn đến gặp cái công ty. Và thứ ba nữa thì chị cũng nói thật là phải có chút may mắn, nên là bản thân chị cũng là sinh viên đã từng học tập, sinh hoạt và làm việc tại Singapore 6-7 năm, thì chị cũng chia sẻ chút ít kinh nghiệm của chị. Đó là các bạn sinh viên Việt Nam mình sau khi học tại trường Nanyang đã được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng, thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm được việc làm khi các bạn sau khi tốt nghiệp, các bạn muốn ở lại Singapore làm việc, hoàn toàn các bạn có cơ hội để kiếm việc làm. Và trường có chính sách để hỗ trợ các bạn, tuy nhiên thì không có bảo đảm 100%. Thì qua sự chia sẻ của chị Ginny thì một phần nào đó chúng ta đã biết thông tin thêm một trường nữa, đó là trường Nanyang. Thì để chi tiết hơn về học phí cũng như là từng chuyên ngành thì các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn, hoặc có thể là lên văn phòng trực tiếp tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn chị Ginny đã cùng Tân Đại Dương tham gia trong chương trình chia sẻ hôm nay. Cảm ơn chị. Cảm ơn Tân Đại Dương đã tạo điều kiện cho chị có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.